khán giả trên kênh YouTube của Út Trân. Hôm nay mình đi chợ về, mình mua cái tay chợ mới chuyển tới nè với bà con để quay chia sẻ cho bà con. Chị thuốc nam này là chị gì đau nhức khớp, khớp chân, khớp tay đó. Đây đây là đậu đậu đen xanh lòng nha quý bà con. Đậu đen xanh lòng mình mua mỗi một cái một tấm vậy đó. Này đậu đen xanh lòng. Còn cái này là nếp than. Nếp than mỗi một thứ mình mua vậy một tấm vậy cái đem về. Đem về cái mình mới bắt lên mình rang. Mình rang đây. Mình rang cho nó hơi vàng thôi nhưng mà con chứ mình đừng có vậy đó, cái mình uống hoài vậy tối ngày vậy đó, cái mình để vậy mình uống hết rồi, cái bắt đầu chiều mình xúc ra cái rồi sáng mơ cái mình bỏ vô khác, mình mỗi lần mình rang cái mình bỏ vô keo, cái mình vô keo, cái mình để đây cái khi nào á mà hết rồi mình chở mình mua ra nữa, mình để hoài vậy. Chia sẻ cho các mấy bà con mà
bị đau nhức xương khớp, khớp tay khớp chân rồi mà bị rụt cục đó, uống hay đại tại mà con. Đấy. Thôi mình chia sẻ tới đây là tạm biệt bà con nha, mốt có bài thuốc gì nữa mình sẽ chia sẻ nữa, tạm biệt.